sáng sớm ở Đà Lạt rất là mát mẻ, không khí rất là thoáng ha. Đường phố thì lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp hết. Tụi em thì đang ở khách sạn, đang chờ đoàn chuẩn bị xong, bắt đầu là 8 giờ mình sẽ xuất phát đi chơi tiếp ha. Khách sạn cũng rất là lớn anh chị. Ở bên kia cũng khách sạn nữa nè. Ở Đà Lạt thì quá trời khách sạn. Okay, nhưng mà không biết á, mình thuê khách sạn ở trong cái đường hẻm kia nó hơi xa xa, còn ở đây thì ngay mặt tiền quẹo. Ở đây gần ha, đây gần đi chơi đã. Tới chợ đêm rồi. Đây là trên đường Lê Đại Hành. Bước qua tí lật đầu là tới chợ đêm nè, rồi Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt. Rất là thoáng anh chị. Sáng em thức sớm 5 giờ sáng, 5 giờ mấy ra đi bộ một vòng đi kiếm cà phê uống thì cũng hơi khó. Đây thì mình tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 6 mấy 7 giờ bắt đầu người ta mới có mở. Đường phố rất là đông. Có bán cà phê rồi. Anh uống chưa? Chưa. Đây thì bên kia khách sạn, bên kia đoàn người ta chuẩn bị đi chơi tới rồi nè. Hôm nay thì trời ui ui nè. Nhưng mà mưa thì cũng mưa nhỏ chị. Đà Lạt thì tương đối là sạch sẽ. Hôm qua Lâm đi chơi ở đâu rồi Lâm? Hôm qua đi chơi ở đâu con? Kể cho mấy bác nghe coi. Lâm đi đâu? Hồi tối Lâm đi đâu? Không có nhớ. Hồi tối đi gì đó? Đi vô cái gì gì mà ca hát vui á? Dân tộc quá. Giao lưu dân tộc. Giao lưu với dân tộc hồi tối vui không? Dạ vui. Hồi tối có uống rượu cần không? Dạ không. Cho ông uống thử. Dạ tại không muốn. Tao uống thử cho biết, bác Trần uống thử không? Dạ. Có uống thử rượu cần không? Xíu. Uống ngon không? Dạ ngon. Có ăn thịt nướng không Lâm? Dạ có. Thịt ăn nướng thì ngon sâu. Ha. Hai sâu. Hai sâu. Người ta có ăn sâu rồi nó đủ tiền được hai sâu. Con cũng hai sâu. Đi đi Đà Lạt thấy vui không con? Dạ vui. Đà Lạt rồi không khí Đà Lạt như thế nào? Đâu nói cho mấy bác nghe rằng mấy bác muốn mấy bác về với mấy bác đi. Dạ nó lạnh. Lạnh rồi sao nữa? Nó lạnh với nó không có gì nữa chứ. Lạnh là mát mẻ. Mát mẻ, ăn uống ngon không? Dạ ngon. Ăn uống ngon ha. Rồi bây giờ thì xe bắt đầu đến rồi anh chị. Bắt đầu là tụi em mình sẽ đi chơi ngày thứ hai. Bắt đầu là đi chơi ngày hôm nay, bắt đầu là tối ngủ đêm Đà Lạt nữa. Ngày mai bắt đầu tụi em sẽ xuất phát về lại Bến Tre. Chắc trên đường về Bến Tre thì mình cũng có ghé tham quan một số điểm khác nữa. Mình đi đoàn á thì nó cũng có cái lợi thế là nó rất là đông vui anh chị. Còn mình đi nhưng mà nhiều khi thì nó thời gian thì nó hơi chập chật ha. Còn mình đi tự túc á thì nó sẽ thoải mái hơn thời gian. Chú Phong đi đâu cũng gặp chú Phong hết trơn á. Ờ, lên luôn đi con, lên luôn đi. Làm đâu? Lên trước. Tài xế này cũng rất là quen thuộc nè anh chị. Dạ, ghi hình lại kỷ niệm ngày mình đi chơi. Dạ. Dạ. À anh chị em, xe là ngồi là đủ ghế luôn. Hai đứa nhỏ ngồi bên đây nè, còn hai chồng ngồi bên đây. Của hai mẹ con túc cho mất tiêu nè. Bây giờ thì tụi em đang có mặt ở Fit Garden. Điểm ở đây thì tụi em đi thì có tài xế chở tới, còn về cái vị trí ở đây thì là đường tên đường gì thì em là bó tay nha anh chị. Đi bây giờ thì có tài xế chở tới nơi hết.
Đây thì giống như là cái khu này là cái bãi giữ xe thôi, cũng có điểm ăn uống cà phê rồi ha. Ngày nãy vào trong đây thì rất là rộng, vé hình như là 120.000 một vé người lớn, 80.000 là vé trẻ em anh chị. Lâm này anh chị thấy mặc đồ đẹp mà đồ rộng mà kéo lum. Đoàn xe ở Bến Tre đi rất là đông. Hai đứa hả anh, hai đứa hả? Hai đứa. Hai đứa gái. À còn còn thằng trai này. Đó, con luôn. Con luôn á hả? Sao nó hai đứa con gái? Có đứa trai đứa gái. À đứa trai đứa gái. Đi mấy nhỏ đi tới con. Uống trà sữa ghiếc diêm họng con. Mẹ đâu thấy mẹ lạnh đâu. Ở Đà Lạt thì đường phố rồi đường nào cũng rộng anh chị. Khu du lịch nào mà mình muốn mà như là kinh doanh được thì phải có đường xá rộng rãi để xe lớn rồi vô được mới được ha. Đường nhỏ nhỏ thì xe đâu có vô được đâu. Giờ mà đi Đà Lạt mà đi bộ xa quá thì người ta cũng ngán. Quẹo trái anh ơi. Quẹo trái anh ơi. Trái là vô chợ. À đồ len. Cho con khỉ lên. Vậy. Cho con khỉ. Ui. Đậu gì không biết kìa. Tại nhiêu vậy? Cái nào? 101. Con cái này đâu có đâu có. Đồ thổ cẩm. 70.000 đi lấy cho. 70 ta, 70 coi được rồi chị lấy. 20.000 một chiếc quàng tấm cô nè. Đây là toàn không biết chị cho nó sợ ông đằng rồi sợ không. Chị mới đã mặc đồ lạnh rồi đi lạnh rồi mới đã. Mà chế mua cái nón giống anh đằng đội luôn. À, đi bộ vô cũng hơi xa xa ha. Fit gia đình. Cái đó là phải bóp cái nó nhõng lỗ tai lên hay làm hả? Bóp lỗ tai dẫn dẫn. À. Là vậy đó. Có khách đông về nó quẹo qua quẹo lại. Lạnh hả? Không lạnh đâu. Nè, đồ len không nè. Quán đồ len. Đó rồi, đôi dài, còn đôi díu đôi dài, đôi dài đỏ nữa là đủ bộ. Đôi dài lắm, dài đỏ nè. Vàng thấp ở dưới đó mà, vàng thấp. Cái cà, cái bi á. À, qua đi con. À, nhìn được cái cà. Con đi chung với bạn rồi, cà ăn cà. Con gì đó rất là hạnh. Con lấy đó, chị mời đi, chị đứng đó, chị nhìn cũng như vậy. Đây là đi đến điểm tham quan Fit Garden. Thì bộ dọc rất là xa. Ai điểm tham quan du lịch
Vô đây mặc sạch sạch kia. Vào đây chụp hình thoải mái luôn hả? Chụp trái máy luôn hả? Đây quầy bán vé. À, khách đoàn thì mua chắc có được ưu đãi. Khách lẻ đây là 120. Người lớn trẻ em thì 80. Ai qua em ơi. À, vào tới bên trong thì là một vườn hoa rất là đẹp. À, này giống như cẩm chướng em ha, cái này gì em? Qua gì lạ? Này lúc trước là hình như là cái vườn hoa Vạn Thành lúc trước mình đi rồi nè. Giờ đổi tên lại. À, đâu có biết được đâu. Kìa con gấu kìa, gấu quỳ chản kìa. Rất là đẹp anh chị. Không hái hoa, không đi vào luống hoa. Không leo trèo à, leo lên tiểu cảnh. Dạ chụp đi mấy chị. À, vào đây thì khung viên rất là rộng, rất là đẹp. Thôi thôi không có leo vô trong được con. Đã người ta rào mình leo cái gì. Đây thì trong đoàn mấy chị đa phần là mình thích đi chụp hình. Trong đây có cái trái gì nè. Đâu? Có trái không? Bóp bóp thấy nó có trái. Ừ. Hoa gì không biết luôn. Hoa giả quỳ. Gấu tuyết, gấu tuyết. Vậy là đẹp rồi. Rồi. Quá đẹp mà hả chú ha. Xin vô đi. Vô đi. Trời. Giờ đang quay vô đi. Dạ. Dạ cô vô chụp đi. Dạ con gấu tuyết. Con gấu bự chảng luôn. Ở dưới đây thì người ta vẫn còn đang làm thêm ở dưới này anh chị. Đà Lạt thì bây giờ các tiểu cảnh người ta làm rất là nhiều. Đa phần là tiểu cảnh, bởi nên là mình chỉ có là đến đây chụp ảnh thôi. Dạ. Đi xuống dưới cầu kiến kìa, chụp hình dưới cầu kiến đẹp hơn kìa. Trong đây thì cảnh nó rất là đẹp anh chị. Vô tuốt trong luôn. Đứng xích ra đây xíu. Sao mẹ không chụp đứng á, mẹ chụp ngang á. Mẹ mới thấy quan quát luôn mà, này đứng không chút xíu hả. Xích ra đây xíu nữa. Giờ mấy chị tung tăng vào cái rừng hoa này. Rồi xong rồi đi xuống dưới cầu kiến kìa. Chú Phong xuống cầu kiến rồi chú Phong. Đây nè. Dưới đây có một cái cầu treo. À, một kiến. Đi ra ngoài chụp hình ở đây, cái view đây mới đẹp nè. Đây trong đây là hang tuyết. Lạnh không con, cho nó tuyết lạnh không? Giờ này mình đi sớm thì ít người chút xíu là rất là đông.
Rồi nè, một, hai, ba, chỗ nào. Họ leo lên túi bên trên. Họ không có lấy tiền rồi, chạy đi. À. Đâu hai đứa nhỏ đâu em? Nó đi xuống. Ừ. Không được để tay sau. Cô đẹp ha. Vô đẹp quá ha. Nè. Một, hai, ba là lụm. Lụm liền. Dập đi xong qua đi. Bố này là anh em đâu biết đâu chúng ta đó. Dạ. Đây toàn là người ta làm hình giống như là một cái nhà tuyết vậy đó anh chị. Rất là đẹp ha. Đi Đà Lạt thì chủ yếu là để chụp ảnh thôi. Chứ thật sự thì toàn là những cảnh mà mình những cái tiểu cảnh đó mình xây dựng. Chứ không có những cái vẻ hoang sơ, những cái như là những cái mà nó tự nhiên. Đây cũng là một cái điểm để mình, một cái view chụp hình rất là đẹp. Đảo chim Đại Bàng. Má đi ra ngoài cầu kiến. Nghe nói có đảo chim Đại Bàng. Nghe con Đại Bàng. Đây là cái cầu kiến. Ở dưới người ta còn xây dựng rất là rộng. Mấy đứa đâu, mấy chỗ này đâu đi. Đây là cây cầu treo kiến. Thì mình đi ra đây thì có cái bảng là tối đa chỉ có 2 người một lượt thôi, không tựa vào lan can. Đây là cây cầu kiến. Đi ra đây thì giống như là một cái cầu treo á. Lan can này, lan can nhôm cũng chắc. Đó, khung cảnh thì ở Đà Lạt thì như vậy đó. Đâu cũng hoang sơ. Khung cảnh ở Đà Lạt thì anh chỉ thấy thì rừng núi rất là mát mẻ. Nè cái cầu kiến nè. Ở bên kia thì có quán cà phê nè. Con hồi qua uống cà phê. Không uống cà phê nhức đầu quá rồi. Rồi rồi, bao đẹp bao phê. Đâu bao đẹp. Vô kia chụp cho. Coi cánh nó bọt kìa. Vô kia. À vô trong đó kìa. Vô trong nhà tuyết trong á. 120.000 Bây giờ đoàn tụi em bắt đầu mình sẽ đi hái dâu nha anh chị nha. Dâu ở đây rẻ lắm, có 350 một ký à. Đây là vườn dâu công nghệ cao nhà gà. Tham quan hái dâu tại vườn luôn. Hai đứa trời ơi, kêu lẹ đặng cho chú Thiện dẹp xe. Rồi đi tới đi má. Đây thì mình đi vào khoảng 200m là tới. Để đây nội đợi nè. Đây thì vườn dâu thường là người ta sẽ trồng kiểu nhà kính. Nên là mình đi mưa gió đâu cũng không sao. Nay thì ở Đà Lạt tới mùa bơ anh chị. Mình đi dọc ngoài đường vậy chứ mà mình thấy bơ rất là nhiều trái. Cái này trồng nè. Trồng à.
Nãy giờ đi không thấy được cây bơ nào nhiều trái á ta. Cái lúc mà mình không quay phim á mình thấy hoài, còn lúc mà mình quay phim á mình không thấy. Đâu cô? Đây đâu có phải cây bơ. Dạ. Đây nhà kính ở dưới người ta trồng dâu ở dưới đây. Dạ, dâu rồi ở dưới nhiều lắm á chú. Dạ. Dạ. Đi Đà Lạt thì mình phải chịu khó mình đi di chuyển đi bộ là nhiều. Phải xe 7 chỗ xuống lọt à. Cái đường đi lên dốc vậy nè anh chị. Đi cũng rất là cực. Cái đường đi lên dốc vậy nè. Đi mỗi chân dữ lắm nha. Mà đi một hồi thì mình cũng tới được vườn dâu. Đường ở Đà Lạt thì núi, bởi nên là nhiều khi mình đi đoạn đường dốc rất là cao, đi xuống thì nó còn đỡ ha, hồi bắt đầu leo lên là rất là cực. Đây vườn dâu 350 một ký. Trái gì? Trái dâu á. Cái này chanh dây. Này chanh dây. Chanh dây. Quá trời luôn nè. Đi mỗi chân luôn hả cô? Dạ, tê ha, tê luôn rồi. Đây có giá ha. Này mình hái á, nếu mà hái thì dâu Úc New Zealand thì 350, dâu Nhật thì 400. À vậy là tham quan không cho hả? Khi nào mình hái á. À hái mới cho vô hả? Dạ. Hết luôn rồi, đâu có hái. Dạ. Giờ hết luôn rồi. Giờ hết dâu luôn. Vậy là mình vô mình đi trễ. Mình đứng chụp hình không được mất cái mình lại mấy xuống. Dạ. Không có xuống mà. Dạ leo lên. Dạ leo lên lại. Đẹp ha, chụp vàng vậy đẹp, bắt đồng vàng nè. Dạ. Đồng vàng á. Đồng vàng. Đồng vàng con rút lắm à. Nó phân nó bằng trong cái nước nó dẫn luôn đó cô. Đúng rồi. Uống thủy cho. Dạ. Sạch luôn rồi ha. Dạ. Này chanh dây nè cô. Đúng rồi, chanh dây. Cho nên nó mắc hơn ở dưới mình á. Dạ. Rụng xuống 100.000 trái nha cô. Ở đây sao cái đất nó thích nè, ở dưới mình tòng nó cái đất nó thưa mà cái lá bự lắm. Vào tham quan á thì bây giờ đông quá đi không có vào tham quan được anh chị. Mình vào hái thì người ta cho. Mà hái thì 350 1 ký nha. Đau bụng á, ăn vô đau bụng á anh chị. Ăn vô đau bụng á. Không, nó là bị viêm luôn á. Viêm bằng túi hả? Vậy nên bây giờ đoàn em quay ngược trở lên. Đi bốn mấy người, người hái chừng ký thế là cũng mạt tiền. Thôi thì cũng đi cho biết đến cái điểm vườn dâu. Bây giờ mình sẽ vòng lên thôi. Rồi giờ án lên đi mấy cô ơi. Cô hết rồi. Lên tới đây là bắt đầu là đuối rồi đó. Mệt quá. Mệt không có trái dâu nào. Hồi nãy đi xuống á thì ưỡn bụng. Đi lên thì chu đích. Đi hết nổi luôn rồi. Ừ quá vậy. Lên. Này cắm đầu rồi đi rồi. Bây giờ đi là phải hướng về trước nha cô chú. Ai đây cũng được cái đó. Hello con.
rồi lên tới đây đụng dốc. Dạ chào cô. Cấm cỏ rồi luôn. Dạ. Quẩy quá rồi. Quẩy quá hả? Nhưng mà gặp mà vô đi lên chứ vô hái dâu nữa là đau bụng nữa hả chú? Rồi ăn dâu không nổi rồi, dâu nó 50 ngàn một trái ăn nổi đâu. 50 ngàn một trái. Tạm chia tay nha. Dạ. Đi dâu nha. Đi dâu rồi cái vườn nha, dâu hết rồi.